xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Đầu Ngự, sẽ tiếp tục giảng về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua Kinh Pháp Cú. Và chúng tôi hy vọng qua những chia sẻ và giảng dạy của Thầy giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào Thầy. Xin chào cô Nhật Nguyễn Huy. Chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Thầy, chúng con xin phép đọc bài kệ 144 trong phẩm hình phạt, đó là như ngựa hiền chàm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hành đủ chánh niệm, đoàn khổ này vô lượng. Dạ, kính bạch Thầy, do nhân duyên gì mà Đức Phật đã nói lên bài kệ này ạ? Thưa quý vị, cái bài kệ này cũng cùng một cái nhân duyên như cái bài kệ trước, tức là 143 đó, tức là tích chuyện về Phí Lộ Thi. Vị trưởng lão Phí Lộ Phi đó thì đã nhớ lại những cái bộ đồ cũ, những cái bát mẻ mà đến, cho nên bị những bạn bè chỉ trích hỏi thăm, và sau đó thì mới đem cái câu việc này để hỏi Đức Phật. Và sau đó thì ông ta không có trở lại ông thăm nữa, bởi vì ông đã chứng được đạo rồi. Thì nghĩ rằng một thời gian ngắn như vậy mà tại sao ông đã chứng được đạo, cho nên có những người đồng tu đó mới đến thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng đúng rồi, ông đã quán sát những cái vấn đề đó, ông quán sát về tâm của ông, còn cái sự ham muốn, ông quán sát về những cái vật ở bên ngoài, nó thay đổi, cái thân của ông nó bất tịnh, và cái pháp nó vô ngã, nó có đó rồi nó không. Ông đã hiểu được cái ý nghĩa một cách sâu xa đó, cho nên ông đã ngộ được đạo, và ông không có trở lại thăm những cái món đồ cũ của ông ta đó nữa. Thì đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã nói, và Ngài đã nói lên bài kệ để dạy cho tất cả chúng ta rằng là như ngựa hiền chạm roi đó. Tức là ông chỉ đến đó ông thăm, ông thấy được, và ông đã nhồm gốm để bỏ tất cả những cái vật ô uế đã đi để mà cố gắng tu tập. Thì nguyên nhân đó cho nên Đức Phật đã nói lên bài kệ để dạy cho chúng ta. Chúng con kính cảm ơn Thầy. Thì kính bạch Thầy, vậy trong bài kệ này Đức Phật dạy là hãy nhiệt tâm hăng hái rồi với tín giới tinh tấn, thì cái thông điệp mà Đức Phật muốn dạy trong cái bài kệ này là cái người tu tập cần phải là tu tập hãy nhiệt tâm, nghĩa là sao? Nghĩa là phải cố gắng hết lòng hay là phải sao sám hối hay sao? Kính bạch Thầy giảng dạy cho chúng con. Trong cái bài kệ này, như ngựa hiền chạm roi hay nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, chúng ta thấy rằng là cũng như một cái con ngựa hay ngựa hiền đó, thì nó không có cần phải đánh, mà cái roi nó vừa đụng trong cái thân nó thì nó đã lo nó chạy rồi. Như vậy thì tất cả chúng ta cũng vậy, Đức Phật muốn rằng khi chúng ta nhận thức được một cách sâu xa về cái cuộc đời này vô thường, về cái sự bất định của cái bản thân của chúng ta, rồi thọ nhận tất cả những cái pháp, tức là chúng ta phải khổ, cho nên chúng ta vứt bỏ đi và quan sát được rằng tất cả các pháp vô ngã. Khi nó rủ nhân duyên thì nó tụ, và khi nó hết nhân duyên rồi thì nó rã. Thì mình nói dễ hiểu giống như một cái cục đá vậy, một cái chén nước khi nó lạnh rồi thì nó đông lại thành đá, mà khi nó hết lạnh rồi nóng lên thì nó bốc hơ đi. Nó đủ nhân duyên rồi nó sẽ tụ hội để thành mưa, thành nước, vân vân. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy cố gắng nhiệt tâm, tức là nỗ lực lên, nỗ lực để tu tinh tấn, cái hăng hái lên. Khi cái nỗ lực hăng hái của chúng ta, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự thành tựu. Nếu chúng ta không có nỗ lực tinh tấn lên thì rõ ràng nó rớt vào cái chỗ thất bại. Quý vị nhớ một cái câu chuyện mà đã chép ra một cái câu chuyện có thật, là của một cái vị bác sĩ tiến sĩ Howard Kelly. Ông ta sống khoảng từ cái thời kỳ 1858 cho đến 1943. Khi ông còn nhỏ thì
ông đi trái tất cả những cái đồ đạc để mà lấy tiền, đi bỏ những cái thứ này thứ khác để lấy tiền. Cái bữa kia tới buổi chiều rồi nhưng mà ông bỏ chưa hết đồ, giao người ta chưa hết và tiền thì ông cũng không có. Thì tới cái giờ dùng cơm, ông quá đói cho nên ông nghĩ rằng là bây giờ phải đánh bạo để xin một cái bữa cơm ăn chứ không có tiền. Thì ông gõ cửa nhà của một cái người cuối cùng ông đưa đó, thì người ra mở cửa là một cái cô gái bằng với tuổi ông. Và cái vấn đề mà xin cơm ăn đó, nó đã nhục chí khí của ông, cho nên ông nói rằng là trả tôi một cốc nước. Thì cô gái đó mới mang ra một cái ly sữa rất là lớn để cho ông uống, và ông cũng ngần ngại gì, ông uống hết một ly sữa rồi thấy con người nó rất là khỏe khoắn. Thì ông mới nói rằng là cái tôi phải nợ của cô bao nhiêu. Thì cô gái đó mới trả lời rằng là anh không có nợ tôi, mẹ tôi dặn là giúp người khác chứ không có nợ. Thì từ đó ông ta có một cái sự mà nỗ lực hơn, và ông học hành rất là cố gắng. Thì khi ông ra bác sĩ rồi thì có một cái người phụ nữ ở địa chỉ đó, ở vùng đó đã mắc một cái chứng bệnh nan y khó có thể chữa được, và ông biết đây là cái người mà đã cho ông cái ly sữa. Cho nên ông ta mới ráng nỗ lực cùng với tất cả những cái vị bác sĩ đó và hỏi những cái kinh nghiệm của ông thầy của ông ta, và ông nghiên cứu được một cái chất vaccine để chữa bệnh cho cô đó. Trong 6 tháng thì bệnh mạnh, thì đưa cho ông một cái tập hồ sơ, và ông ta mới phê bình một cái câu ở trong đó. Thì sau đó ông biểu là đưa lại cho bệnh nhân. Thì cô nghĩ rằng là cái số tiền cô không có thể nào mà đủ để trả số tiền này cả. Thì cô mới lật cái hồ sơ ra, mới thấy rằng là một cốc sữa đã đủ rồi. Thì chúng ta thấy đó là cái sự nỗ lực. Một là cái nhân làm một cái điều lành đã đáp lại được cái kết quả. Vấn đề thứ hai, ông đã nỗ lực vì cái tri ân và cái biết ơn đó. Ông đã nỗ lực cùng với những cái vị bác sĩ khác để nghiên cứu và có một cái thứ kháng sinh để mà trị bệnh đó. Đó là cái sự nỗ lực. Còn nếu mà những người bình thường không nỗ lực thì thôi, thì tới đâu tới tới thì chắc có lẽ là cô gái đó cũng đã chết rồi. Đó là cái sự nỗ lực. Thì cái sự tu hành ở đây cũng vậy. Chúng ta phải nỗ lực để rút ngắn cái con đường sanh tử của chúng ta. Chúng ta không phải là trôi lăn trong cái sự đau khổ về đâu. Ngay trong hiện tại đây chúng ta đắm chìm ở trong cái tham, trong cái sân, trong cái si, trong cái tài, trong cái sắc, cái danh, cái lợi, rồi cái ăn, cái ngủ đó, thì nó đã đau khổ cho chúng ta rồi. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Thì kính bạch thầy, thì nhân trong bài kệ này Đức Phật có dạy đến là tín giới với tinh tấn. Thì khi mà nói đến giới, chúng con có một cái thắc mắc mà cũng có rất là nhiều người, người ta cũng hay suy nghĩ như vậy, mà chúng con không có biết có đúng không. Là nhiều người nói là ví dụ thôi thọ quy y ngũ giới là thôi thọ năm giới, hoặc là hay là thọ Bồ Tát giới, hay đại khái là thọ những cái giới. Nhiều người nói là thôi tôi không dám thọ, tại vì lỡ một người mà thọ giới mà mình phạm tội thì mình sẽ nặng hơn với cái người mà không thọ giới. Thì thưa thầy, cái suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Cảm ơn cô Diệu Quỳnh Huy. Thưa quý vị rằng là với cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó không có đúng như cái lời Đức Phật đã dạy chúng ta. Vấn đề tin á, thì như chúng ta biết, tin là cái nguồn mẹ đẻ ra tất cả công đức. Tin nó mới trưởng dưỡng tất cả các cái thiện căn. Thì cái chữ tin đây, chúng ta tin vào gió. Gió nó làm gì? Như một cái hàng rào, nó ngăn chặn chúng ta không có vi phạm, như là một cái dây để dắt cái con trâu đi khỏi ăn lúa mạ người khác, để khỏi rơi vào những cái phạm lỗi đó. Như vậy thì chúng ta thả tự mình không có dám thọ giới, như vậy chúng ta thả mình đi theo tất cả những cái con đường tội lỗi, rơi vào những cái lỗi lầm. Bởi vì giới như thế nào ngăn chặn chúng ta không có phạm lỗi, cũng như những cái luật lệ giao thông.
Thì thưa quý vị, cái luật lệ giao thông đó để ngăn chặn chúng ta khỏi gây ra tất cả những cái tai nạn. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta nói thôi, bây giờ không cần luật lệ giao thông thì chúng ta chạy bất cứ chỗ nào cũng được, tới stop sign chúng ta vẫn không stop sign để tông người khác. Thì giống như là cách đây mấy hôm đó ở dưới San Diego đó, người ta đã vượt cái đèn đỏ phải tông chết 4 người một lượt. Thì đó là cái điều mà không có nên suy nghĩ như vậy, mà chúng ta nên cố gắng. Bởi vì những cái gió đó như thế nào, ngăn chặn chúng ta thứ nhất không có được giết hại, không có được lấy của không cho, không có được tà hạnh tức là ngoại tình. Vấn đề thứ tư tức là không được nói dối. Vấn đề thứ năm không có được uống rượu say sưa. Là nó ngăn chặn những cái tội lỗi thôi, chứ không có gì đâu mà ngại. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo.